cơm ngừ quá to minh mọi người ạ. Không được thuận tiện như ở bờ anh lại rồi lên nhiều cái ở biển nên sóng gió dù cây lên cái khác kia nó mất thứ đi cái này. Em đọc anh nhất 1950 1701. Quy định 42 mới quy định đối với nhật ký khai thác là anh phải mang theo đấy khi mỗi một lần anh thu mẻ lưới lên. Vâng, cái nhật ký thì bọn em vẫn đeo cái nhật ký nhưng mà chưa đánh mẻ lưới lao thì bọn em chưa ghi. Còn cái đánh xong cái ghi xong là phải đeo cái lạp cho em, cảng em, chứ không phải là bọn em không ghi. Hôm lao cũng đánh xong mẻ lưới lao phải ghi cả gì. Đúng, thì bọn em làm chứ như thế cả mà chứ không phải không. Còn các anh nhắc nhở là cũng tốt nên bọn em vẫn ghi như thế mà. Như thế cảng ngày hôm qua. 17 tháng 10 hôm qua còn nói là 10 giờ. Nói chung cái nhật ký đi na về nào cũng phải có nhật ký lập cho cả. Tốt, tốt. Cái này em. À, cái đéo rồi. Từ trước quá. Mua 15 người đi ra dư rồi. Nó cùng ở nhà bây giờ cũng bắt buộc chặt chẽ lắm. Không phải là đi chắc chắn rồi. Cả đi là vừa đem đi nghe là trước khi đi này để xuống cảng là để tinh cái nhật ký là rồi quá bên biên phòng là đôn là vì xác nhận đầy đủ lắm, không có làm sao chưa đi được. Không có sổ đúng không hay là chỉ là những cái tờ liên hệ với mũ là cái nhật ký khai thác hay các anh là sổ nhật ký khai thác hay là không, những cứ cái từng tờ viết như thế thôi, từng tờ một ra về lục à. Chuyến nào về lục chuyến đấy bữa trước linh vi cái gì mà bữa trước có tám một người qua cái số tin nhắn 15 2 tiếng thì một lước là 15 người dài lắm thì 12 ngày 11 ngày cái bình thường lít chỉ tám hay đâu lít chỉ tám hay đâu đi đánh hết rồi qua mà buổi lước là tôi đi tới mua cái này là mua cho 8 người à, được 8 người con một cái 15 nữa cái bổ sung thêm 8 người 6 bữa trước rồi chứ con cái em mới mua 15 người là 15 cây của tung pinh cho các kia thì báo cáo là các cây đó là cũng phải thực hành đầy đủ cả là trước khi đi rồi 8 người nữa. Em hiểu ý anh. Cái này sao lại nó lại 15 người mà nó cũng 60 triệu trên một năm mà cái thằng kia nó cũng 60 triệu là như nào? Cái chuyện đó thì chỉ là đền bù từng khi mà một có một người lại nào tài là ta là 60 người phải đi nữa. Đền, còn cái đi em mới mua lên là cái tao đi để nhau rồi. Không, ý anh hỏi là tại sao đây nó cũng 60 triệu mà nó vứt khổ 8 người mà đây là 15 người mà nó cũng 60 triệu. Không, một người tính 60 triệu chứ anh. Một người là một người tài lạn. Nếu một người tài lạn thì tính 60 triệu chứ. Là một người đền 60 triệu. Còn ông mua cho bao nhiêu người thì cái tổng phí này là 2.4 triệu của thằng này, tổng phí bao nhiêu? Tổng phí là 30 3 300.000 4.5 triệu. Ờ đấy 15 người mà. Thế cứ 300.000 là một lần cứ giả 60 triệu một người. Vâng đúng rồi. Tao lấy mấy mua rồi. À cái tao nếu mà người mà bị lấy là còn dư mua tao đi là nó lên cho 60 triệu. Anh Tùng anh gửi đem cái tao đi về cho anh được chuyển qua cho thằng Lâm luôn. Đấy có hai cái em nhắc qua tí nữa. Rồi đó anh cũng là làm hết rồi. Nói chung được cái nhắc cái tờ tùy thân cũng như là cái phần nhật ký khai thác. Chào các anh nha. Chào các anh nha. Nghe cho xin được chưa tiếp theo nha. Ồ, giả mai với cây mày cắt chứ. Quay. Giờ đi giả mai đi. Bạn đi chưa? Bạn đi chưa?